Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay là ngày 16 tháng 12 2022. Chúng ta tiếp tục học tập một câu A Di Đà Phật niệm đến cùng, học đến tập 175. Có một câu rất là hay quý vị. Mục đích chủ yếu của tu hành là để liễu thoát sinh tử, không phải là cầu cảm ứng. Câu này rất đặc biệt. Nếu như mục tiêu tu hành của chúng ta là cầu sanh tử thì nhất định cảm ứng. Còn nếu như mà chúng ta tu hành mà để cầu cảm ứng thì chắc chắn là mê hoặc điên đảo. Nhớ nghe, cái giải thoát á là nó sẽ cảm ứng với bổn nguyện chư Phật Bồ Tát. Nhưng nếu mà cầu cảm ứng thế gian á thì nó cảm với ma. Nên tất cả những người học đạo mà cầu cảm ứng là nhất định thường bị ma dựa phát cuồng. Khi mình ngồi nói chuyện với họ là mình biết liền. Họ nói những cái điều nó xa vời với đạo. Họ nói những cái việc mà ở đâu ở trên trời dưới biển ấy, nó không đi vào xác thực. Không đi vào xác thực. Thí dụ như mình dùng những văn tự mình nói mà ai người ta nghe người ta cũng có thể hiểu, áp dụng được, thì Phật Pháp này nó quá tuyệt vời. Giống như nãy giờ Đức nói chuyện với mấy chú, như Đức nói một câu. Bây giờ những cái dòng chữ này nè, người ta viết nè, tròn, dễ đọc, ai gặp một cái là đọc được liền. Nhưng mà có những cái dòng chữ viết quằn queo. Bạn viết làm gì chi à? Có nhiều người ta có đọc được đâu. Mà bạn viết ra một dòng chữ mà người ta đọc không được, vậy bạn viết vòng cái dòng chữ này có ý nghĩa gì? Có đẹp cỡ nào đi chăng nữa cũng vô nghĩa. Bây giờ bạn nấu một món ăn mà nấu ra ai cũng ăn được. Còn bạn nấu một món ăn mà người ăn được kẻ ăn không được, vậy thì đâu có thù thắng bằng cái món ăn mà ai cũng ăn được, đúng không? Nội mà mình viết cái dòng chữ thôi, mình cũng biết cái tâm của con người đó. Viết ra một cái dòng chữ có tâm kiêu ngạo ngã mạn. Ta đây là người có học thức. Còn nếu như mình học càng cao, mình vẫn viết một cái dòng chữ gọn, tròn, chấm phẩy, phết rõ ràng hết luôn. Ai coi cũng đọc được. Cái tâm mình như vậy thì tâm lượng nó mới lớn. Nên học đạo là mục tiêu cầu giải thoát, chứ không phải là cầu cảm ứng, vì nhớ nghe. Người mà thường cầu cảm ứng thường nói những điều xa vời với đạo, thường nói những cái việc vi diệu, thần thông này kia rồi, thì người này thường bị ma dựa phát cuồng. Ấn Tổ hay nói. Nên mình là người gặp tịnh độ, mình cứ chăng thật mà niệm một câu Phật hiệu. Chăng thật mà niệm thôi. Cứ nắm chắc câu Phật hiệu này, cứ niệm đi. Nhìn được cuộc đời này vô thường, mạng người sống nay chết mai,
Có những người chúng ta như một cái chớp mắt là nhìn lại tuổi đã già. Nhớ hôm nào sức khỏe tốt, bây giờ tuổi già sức yếu. Nhìn cuộc đời đã đi qua, chúng ta thấy rằng những thời gian mình ở cái cuộc đời này vô nghĩa quá. Vô nghĩa. Nên bây giờ mình gặp Phật Pháp, mình mới làm những việc ý nghĩa, hướng đến chỗ giải thoát. Sáng nay chương trình khiếm thị, quý vị biết, mới có 3 giờ sáng thôi thì khiếm thị những tỉnh thành xa đến. 5 giờ Nhà Đức đi tu về, Nhà Đức thấy khoảng mấy chục chiếc xe, 50 chỗ đậu đầy người ta, đầy xe đầy người. Rồi nữa quý vị coi cái chương trình khiếm thị này, quý vị lên quý vị coi trực tiếp đi, Nhà Đức kêu mấy cái chú ổng quay trực tiếp luôn cho quý vị coi. Gia đình tập trung lại chưa đi đến đây được, coi đi. Bao nhiêu con người tật nguyền, mù, què quặt, đủ thứ loại bệnh, gọi là đủ thứ loại nghiệp. Từ cái nghiệp mà nó chiêu cảm cái quả của cái thân. Nên có một câu rất là hay quý vị. Với cặp mắt giác ngộ của Đức Thế Tôn, Ngài khẳng định, đây là câu khẳng định nha, sự bất hạnh của kiếp người chính là không gặp được thiện tri thức chỉ dạy để chuyển hóa nội tâm, thẳng tiến công phu tu tập giải thoát. Đây là sự bất hạnh. Bị nhớ nha, bị chồng bỏ, vợ bỏ, con bất hiếu, bệnh hoạn tật nguyền, mù đuôi, què hoặc, bị giật cổ, mất chắc sạch sự nghiệp, chưa phải là sự bất hạnh. Mà sự bất hạnh là mình không gặp được người hướng dẫn mình tu đạo giải thoát. Đây mới là sự bất hạnh. Nên trong kinh Đức Phật nói rằng, được thân người khó được, gặp Phật Pháp khó gặp, gặp thiện trí thức dẫn dắt một phương hướng tu giải thoát càng khó hơn. Nhớ. Nên mình mới trân quý cái mối nhân duyên mà mình gặp Phật Pháp, gặp ngay tịnh độ, mỗi ngày nghe cái phương hướng giải thoát. Đây là cái việc quan trọng lắm nha quý vị. Rất là quan trọng. Chứ đừng bao giờ nói rằng cuộc đời tôi bây giờ đang thê thảm, đang khổ quá, đang thiếu tiền, đang nợ nần, rồi đang mất sạch của cải, chồng còn bỏ rơi, vợ bỏ rơi, con bất hiếu, chán quá, buồn quá, chưa đến nổi đâu quý vị. Vì cuộc đời ở thế gian này nó quá ngắn ngủi, thời gian nó quá ngắn à. Nên cái khổ gì ở thế gian này nó cũng cực kỳ ngắn. Còn nếu như chúng ta mà chạy theo cái trần cảnh này, mà khi chết mà đọa tam đồ ác đạo thì quá dài. Đọa tam đồ ác đạo thì quá dài. Còn cái việc khổ thế gian này quá ngắn. Quá ngắn quý vị. Nên mỗi một người chúng ta mỗi ngày được nhắc nhở gì để mà nó ham nóng cái tâm tu của mình, nó không có bị lạc lẽo, kích thích cái sự tu của mình, phấn đấu lên, không có giải đãi tu hành. Rồi mục tiêu tu hành là để cầu giải thoát chứ không phải cầu cảm ứng. Đa phần quý vị biết rằng đi đến chùa cầu sinh, mà người ta cũng dạy như vậy, quý vị biết sao? Vì cái tâm bệnh quý vị ngay chỗ đó, nên họ đẩy ngay chỗ đó để cầu lợi ích. Bây giờ quý vị quá mê hoặc điên đảo mà. Đi đến chùa toàn là cầu cái này, cầu cái kia, cầu cái nọ. Thì họ đưa cái cầu lên để họ mới lấy được tiền bạc quý vị. Họ không nghĩ ra rằng chỉ người ta đàng hoàng, chỉ người ta một phương hướng giải thoát, thì cái phúc báo nhân duyên nó đến với mình còn dữ dằn hơn. Mà cuộc đời tu hành của mình lại có ý nghĩa. Thì vị biết rằng đâu phải ai cũng là nhìn nhận cái con đường giải thoát này đâu. Nên thầy Lý Bỉnh Nam, thầy Hòa Thượng Tịnh Không nói một câu, ông tin Phật khó lắm. Có nhiều người học đạo mấy chục năm mà còn chưa tin Phật.
Đại lão hòa thượng Tịnh Không thì nói rằng học Phật rồi mà không tin Phật, vậy học Phật làm chi? Thầy Lý Bình Nam nói rằng nếu là ông tin Phật thì những gì Phật dạy ông phải làm cho bằng được thì mới là tin Phật. Còn cái này Phật dạy ông không làm Phật dạy không sát sanh, ông còn sát sanh. Phật dạy không trộm cắp, ông còn trộm cắp. Phật dạy không tham lam, ông còn tham lam. Phật dạy ông là đừng nên bị danh lợi tài sắc buộc ràng, ông còn bị buộc ràng. Vậy thì nhiều thứ Phật dạy ông làm không có làm, nên từ nơi đó không tin Phật. Có những người mấy chục năm tu hành vẫn không tin Phật. Thầy Lý Bình Nam nói gì? Vẫn cầu cái bên ngoài, vẫn cầu cái bên ngoài. Đại lão ở Thượng Tịnh Không lúc còn trẻ học Phật, gần một số người tu, khi họ nói chuyện thì những vị này toàn là giảng pháp, hỏi nhau những lời mà trong kinh Đức Thế Tôn dạy ông có tin không? Họ không tin. Lúc đó Đại lão Hòa Thượng Tịnh Không cũng kinh ngạc vô cùng, học Phật mà không tin Phật, không tin Phật làm sao mà hướng đến giải thoát được. Nên từ nơi đó mới bị biết rằng trong đạo tu hành vẫn là tranh đấu hơn thua đủ chuyện, đa dạng sự việc nhiều lắm. Mình mà học đạo mình nhận thức được rằng có phước thì có phần, nếu như giật giành được như vậy thì Đức Thích Ca Mâu Ni cũng bái bị làm thầy luôn. Vì sao? Vì chính Ngài nói rằng giật giành không có được, mà quý vị thì giật giành được, vậy thì Ngài bái bị làm thầy đúng rồi, chứ không phải chúng ta bái Ngài làm thầy. Giật giành không có được quý vị à. Quý vị nhớ, quý vị mà giật giành được cái món đồ gì thì đó là sự tổn hại cực kỳ lớn về phúc báo quý vị. Phúc báo quý vị quá dày mới giật giành được, mà tổn quá nhiều, đây là chỗ đáng thương. Ngu si. Nếu như để tự nhiên thì sự có mình càng nhiều và còn càng tăng phước duyên lên, nghiệp càng tiêu. Còn cái này đi giật giành để tổn phước đức của mình, mà cho rằng mình khôn, mình thông minh, nên giật giành không có được. Chúng ta chỉ là lý luận nhiệt tình hết lòng đối với ngôi Tam Bảo, đối với việc thiện mình đã làm. Những văn tự lời nói đúng với lời dạy của Phật, chân thật nêu lên khuyên. Còn họ làm không làm kệ họ. Nên mới nói câu rằng chọn hết bổn phận, thành bại tùy duyên. Chỉ cần chọn hết bổn phận, còn thành bại tùy duyên, thì quý vị là người tu giải thoát. Còn đã chọn hết bổn phận mà còn dính mắc vô việc làm mình, còn chấp nhất vô việc làm mình là kẻ mê hoặc điên đảo. Dù có tu nhiều chục năm cũng là mê hoặc điên đảo, không có gì đặc biệt đâu quý vị nhớ. Nên có nhiều người nói rằng sự giật giành của người ta này kia đâu, nếu như quý vị chấp vào chỗ đó là tam đồ ác đạo có phần, tam đồ ác đạo có phần. Nhớ câu đại sự cũng bằng vô sự, nhưng nhớ cái việc đại sự của đời người không phải là không làm gì, mà có duyên làm tất cả việc nhưng không chấp việc, đó gọi là đại sự không bằng vô sự. Đại sự chúng ta làm là làm bao nhiêu việc, nhưng làm xong buông xuống đi. Chứ nếu như người không hiểu cho rằng không cần làm gì thì cuối cùng trở thành cái làm biến. Nên mới nói câu rằng chọn hết bổn phận là án tổ dạy, thành bại tùy duyên, những đức chèn vào. Đúng rồi. Nên chân thật nhiệt tình chọn hết bổn phận. Nên câu này cực kỳ hay. Mục đích chủ yếu của người tu hành là để liễu sanh thoát tử, cầu giải thoát, không phải cầu cảm ứng. Nhớ nha quý vị, để con này nằm lòng đi. Ai mà hướng dẫn quý vị mà cầu cảm ứng, nói những điều thần thông vi diệu, tránh xa ra.
hoặc là nói về hương linh nhập xác này kia đồ, tránh xa ra. Vì sao? Khác lời của Phật dạy. Khi Đức Phật còn tại thế, đệ tử Đức Phật dùng thần thông, Đức Phật gầy la chỉ riêng tôn giả Mục Kiền Liên là nhân viên hy hữu. Còn những người khác Đức Phật gầy la không chấp nhận. Nên cái việc người hướng dẫn vị tu hành mà nói về hương linh, nói về sự mờ mờ ảo ảo, nói về cái việc thần thông diệu dụng, nói về cái việc mà như họ là người có thần thông gì đó, hoặc là họ nói họ là một người tái lai, một vị nào tái lai đến, thì tất cả những việc nói này quý vị nên tránh xa đi, không đúng đâu. Trong nhà Phật, chư tăng, cao tăng, tổ sư đều có lời dạy dựa vào kinh giáo. Như trong kinh Đức Phật đã nêu lên rằng, khi Ngài nhập Niết Bàn thì những vị đệ tử từ bậc Bồ Tát đến bậc A-la-hán của Ngài sẽ thị hiện ở thế gian độ sanh, nhưng không bao giờ nói mình là Bồ Tát hay A-la-hán hay Phật gì hết. Nếu vừa tiết lộ ra mà không đi là thứ giả. Nên khi qua hoàng đạo không có nói mình là Phật Bồ Tát. Nếu nói mình là Phật Bồ Tát mà không đi là giả. Còn nếu như bị bại lộ mình là Phật Bồ Tát thì phải ra đi liền, thì là thứ thật. Nên chúng ta học Phật, chúng ta phải có góc độ để nhận thức được Phật Pháp. Vậy thì đúng rồi. Nên bất cứ một mối đạo nào thì quý vị phải biết Phật giáo là gốc. Đức Thích Ca Mâu Ni sáng đạo, Ngài là gốc, là bậc đại giác ngộ hoàn toàn luôn, nên Ngài là gốc. Còn phần nhiều đều là cành lá hoa quả bám vào cái gốc này, phải hiểu. Nên một người nào mà dựng lên một mối đạo nói rằng tôi còn hơn Phật, hoặc là tự xưng mình là hơn Phật, là người giác ngộ, là người có thần thông, người này nêu lên rằng tôi sẽ có khả năng đưa quý vị đi đến chỗ giải thoát, hoàn toàn những chỗ học này, nghe này, quý vị đều tránh hết đi, hoàn toàn sai rồi, không đúng đâu. Vì quý vị biết rằng đạo Phật, Đức Phật chủ trương việc tu giải thoát là chính bản thân chúng ta hướng đến giải thoát, và tự mình tu, tự mình giải thoát. Nhớ. Nên mới nói câu là trước phải tinh tự, rồi phải tinh tha. Cả tu tịnh độ thì trước phải tinh tự. Tinh tự là gì? Là khi nghe pháp môn tịnh độ, tin mình niệm Phật mình được giảng sanh, mình niệm Phật nhất định Phật chỉ rước. Tinh tự là mình phải tu cả đời, lòng tin kiên cố. Tinh tha là tin vào bổ nguyện của Phật gia trì tiếp dẫn chúng ta. Nhưng đầu tiên phải tinh tự. Nếu như bỏ cái tinh tự thì thua. Bỏ tinh tự là thua. Nghe được như vậy rồi quý vị nhớ, chúng ta là người học Phật không bị mê hoặc đi đạo, không bị người xỏ mũi kéo đi. Nên những đức thường nhắc nhở các anh em trong chùa, những đức nói rằng mình ở trong ngôi Tam Bảo, mình lo cho chúng, mình được đặc trách lo, nhưng mình đừng bao giờ vượt quyền thì mình sẽ tồn tại rất đặc biệt. Còn mình mà vượt quyền thì chúng trong chùa sẽ không chấp nhận mình. Chúng trong chùa sẽ không chấp nhận mình. Vì cái nhân duyên của một người ta là dẫn dắt người đi đến tu. Mình là người được đặc trách làm việc, duyên phước mình chưa đủ, nên mình không được vượt quyền. Mình phải có tâm cung kính, có tâm biết nghe lời. Từ nơi đó thì mới dùng đức để phục chúng. Còn nếu như mình cho việc gì mình cũng làm được, mình ta đây mình kiêu ngạo ngã mạn, thì đó là tự diệt vong mình, hoàn toàn thất bại. Nhớ nghe, tự mình diệt vong mình và hoàn toàn thất bại. Nên tất cả các anh em trong chùa phải nhận thức được chỗ này. Nên những đức thường nhắc anh em trong chùa, huynh đệ làm việc chung, những đức nói bây giờ hòa thượng xây chùa, những đức nuôi chúng, những đức có duyên thuyết pháp, có duyên lo cho chúng, có duyên dẫn dắt người, có duyên nói chuyện người ta vui. Tất cả những nhân duyên này những đức chỉ cần còn tồn tại thì mấy anh em vô cùng khỏe.
Vì những đứa cũng có kinh nghiệm nuôi người già rồi, thì các anh em làm việc rất là khỏe. Chỉ cần làm việc được lợi ích cho chúng sanh, nhân duyên chừng nào đến mình thì đến. Còn cái việc mình luôn luôn tùy duyên cái tâm. Đây là không phải nói anh em như vậy, nhưng mà nhắc nhở vì cái vi tế của tâm kiêu ngạo ngã mạn, cái vi tế nghĩ mình làm được một chút kiêu ngạo ngã mạn, cái vi tế ta đây, cái vi tế bị vật chất lôi kéo dẫn dắt, rất vi tế với anh em phải để ý, rất xác thực. Để ý thì mình mới tránh được những cái sự dụ hoặc đó mà mình đi vào con đường sai lầm. Rất là nhiều người ban đầu tâm đạo cực kỳ mạnh luôn, nhưng mà học Phật 5-7 năm sau thay đổi liền. Nên tổ sư có nói rằng giữ tâm như thở ban đầu một đời dư thành Phật. Nhưng cái tâm ban đầu của mình thì thường không giữ được. Đây là cái thất bại này. Cái tâm ban đầu đi tu nhiều tối như Đức nói chuyện với các anh em, tâm phải hừng hực lên. Là quyết định đi tu cầu giải thoát rồi, không có nói đến cái chuyện bị tình cảm lôi kéo buộc ràng, hay là cái chuyện gia đình có người bệnh người đau gì kêu cái chạy gì, không có. Nếu như vậy thì cái tâm mà cầu giải thoát bị giả hoàn toàn, không thật. Thì vì không tin nhân quả hả? Không tin nhân quả hả? Cái tâm mình là phàm phu, mình còn thương chúng sanh, mình nuôi chúng sanh như vậy. Cái tâm Phật Bồ Tát lớn hơn mình gấp ngàn lần, không lẽ không lo cho cái việc nhân duyên gia đình mình đến lúc học Phật. Quý vị nhớ, mình cứ nhiệt tình phục vụ Tam Bảo đi, cái duyên gia đạo mình đến lúc học Phật sẽ có người đến độ, hoặc là họ tự tìm đến đây. Còn họ chưa có duyên, mình đi tìm kiếm họ phan duyên cũng không được gì. Nên có một câu nhà Phật rất hay: tùy duyên tiêu nghiệp chướng, phan duyên chuốc tai ương. Tùy duyên là học đạo, phan duyên là nghịch đạo. Nhớ, phan duyên là nghịch đạo đó. Nên có một câu để nhắc nhở chúng ta niệm Phật rất hay nè: tu niệm Phật để cầu vãng sinh tịnh độ thì tương ứng với tâm của Đức Thích Ca, Đức A Di Đà. Tu các hạnh khác để cầu vãng sinh tịnh độ thì mâu thuẫn với tâm của Đức Thích Ca, Đức A Di Đà. Đức Thích Ca Mâu Ni chỉ chúng ta thờ mộc khắc niệm Phật thành tựu. Chúng ta niệm Phật cầu sanh cực lạc là tương ứng với tâm của Đức Bổn Sư. Đức Phật A Di Đà phát lên bổn nguyện 48 lời nguyện để tiếp độ chúng sanh. Nguyện thứ 18: chúng sanh mười phương nghe danh hiệu ta, chí tâm tin ưa niệm danh hiệu ta là A Di Đà Phật. Đến khi mệnh chung chỉ cần niệm từ một niệm đến 10 niệm thì ta sẽ tiếp dẫn chúng sanh nó về cực lạc. Nên chúng ta cầu sanh cực lạc là tương ứng với tâm của Phật Thích Ca, Đức Bổn Sư, tương ứng với bộ nguyện Di Đà, đúng rồi. Còn tu các pháp khác để cầu sanh cực lạc là đi ngược lại tâm của Đức Bổn Sư và tâm của Di Đà. Nên chúng ta gặp tịnh độ là đúng mùa, niệm Phật là đúng tâm của Phật dạy, và chỉ chúng sanh ai cũng được lợi ích hết. Nhớ chỗ này cực kỳ quan trọng. Nên phải gầy dựng tính tâm tính nguyện cho cực kỳ cao, để cái tâm cầu sanh cực lạc cho cực kỳ mạnh. Đã quyết định đi tu rồi, bỏ mạng không từ nan, khổ đau không sợ hãi. Bỏ mạng mà không từ đừng nói chi mà khổ đau ăn thua gì. Nếu tâm như vậy thì càng tu càng giải thoát, sẽ vượt qua tất cả sự khó khăn khổ đau trở ngại gì đều vượt qua hết. Chỉ càng quên mạng, buông được ái nhiễm. Buông cái gì? Buông tình chấp ái nhiễm, không bị nó buộc ràng chấp nhất. Vậy thì cái sự tu mình cực kỳ lợi ích luôn. Nên nguyện Tam Bảo gia hộ cho hàng Phật tử khắp nơi và người trong chùa nghe như vậy, để mọi người chúng ta trân quý niệm Phật, gây dựng tính nguyện kiên cố, dù bệnh đau cỡ nào cũng liêu mạng niệm Phật, rèn mình luôn, để cuối cuộc đời chúng ta niệm Phật để hẹn gặp ở Tây Phương Cực Lạc. Chúc quý vị an lạc, A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ.